Theo quy định, xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn phải gắn phù hiệu xe tải và lắp thiết bị giám sát hành trình trước ngày 1 tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tức là gần 4 tháng đã trôi qua, tại nhiều địa phương, số xe chấp hành lắp hộp đen vẫn rất thấp. Tại tỉnh Thanh Hóa, theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh này, số lượng xe từ 7 đến 10 tấn trên địa bàn là 2.175 xe, nhưng hiện mới chỉ có gần 300 xe lắp thiết bị giám sát hành trình và gắn phù hiệu. Tương tự tại tỉnh Ninh Bình, mới có gần 1.300 phương tiện trên tổng số 3.000 xe lắp hộp đen và đăng ký cấp phù hiệu. Tại Đà Nẵng, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đà Nẵng, từ đầu năm 2016 cho đến nay, Cảnh sát Giao thông Đà Nẵng đã xử phạt 27 trường hợp xe tải không lắp phù hiệu theo quy định với tổng số tiền phạt khoảng 100 triệu đồng, tước giấy phép lái xe của 27 trường hợp. Do đó, trong thời gian tới, để các đơn vị vận tải chấp hành, các địa phương cho biết sẽ xử lý mạnh chủ phương tiện chưa chấp hành quy định này.